Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị thích may vàng đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống của bạn Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em trở lại với chỗ của anh Trí ở thành phố Cần Thơ quý cô chú anh chị ha. Hiện tại thì trời thời tiết Cần Thơ đang mưa sáng giờ luôn quý cô chú ơi. Hôm nay thì chỗ anh Trí mình giao lưu một số phôi mai, mong cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho anh Trí ạ. Em xin phép từ clip luôn cô chú anh chị ha. Dạ, em xin chào anh chủ ơi. Dạ. Rồi chào Phương, rồi chào tất cả bà con chú bác hàng xa đã ủng hộ những clip vừa qua đã thành công. Hôm nay em có số mai tứ quý siêu ghép siêu bông Bình Lợi, mong anh em đón xem và ủng hộ. Địa chỉ của em là 15 Thành Mỹ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0932 866 660 cũng là số Zalo ha. Rồi không làm mất thời gian, mình vô cây số 1 đây đi. Bán giá thu hồi vốn cho anh em dễ trên em ơi. Còn mấy cây à, đang đi hàng mới. Rồi chiều cao cây này 69. Dạ, chiều cao 69. Hoành vị trí này là 29. Đo nhiều thông số nha nè. Này nở đi. Là 34. Hoành eo vậy nè. Hoành eo này 24. Đường kính bầu nó là 48. Phương đi vòng vòng này ha. Mình đều. Trong này có đế hết á. Đế bự á. Cũ đế dữ lắm cây này. Cái này cũng cứng ngắt rồi đấy. Cứng ngắt luôn. Nó còn xuống nữa nhưng mà làm tới đây nên gì chơi. Này sổ đế. Sổ đế nó 25. Này anh em về ghép siêu bông lại là ok anh em. Có sẵn hết. Đây được. Thôi tứ quý nha cô chú anh chị. Thì rất là giót cây luôn ha, đếm rôm mà nó rôm rồi đế, tốt càng tốt. Cây đế đẹp anh em ơi. Tại nó hơi nhỏ thôi chứ đế khéo lắm, nhìn có duyên á. Cái này xây được luôn anh. Dạ. Mắt là đế luôn cô chú anh chị. Có lót hết. Dạ. Không có trống cái nào. Rồi cây mã số 1 em xin giao lưu với anh em là 2 triệu bao ship 300 km. Mã số 1. Mã số 1 2 triệu sao tới quý nha. 2 triệu. Rồi tới mã số 2 là cũng cây tứ quý, nó nằm trong chậu ghép lại siêu bông Bình Lợi nha anh em. Chững bao chững anh em luôn. Em mua nguồn gốc nha. Chung là em không có bán giống nhưng mà có cái là em mua về em bán vừa tặng anh em á. Em không có bán giống siêu bông lại. Vì giống này giờ nói chung thị trường giờ cũng nhiều rồi. Cái này là chiều cao là 60. Cây này nằm cái trong cái chậu bể chậu á, nguyên cục dưới á. Có cái ghép rồi. Cái này đo hoành không biết đo làm sao luôn. 27. Rồi tổng cái cục này đi. 60 đi. 60. Cây này có hình chi tử luôn ha. Chi tử. Cây này nó dáng nó đổ khéo. Quái quái nguyên cục dưới này anh em. Vì mới ghép rồi, không dám moi nhiều. Nguyên cục luôn. Bao anh em là nó cứng ngắt đặc luôn. Cái này cũng đế nơ mà nó vô rồi đế luôn. Em ghép siêu bông Bình Lợi nè. Cái này có cành ghép cũng như. Như mà còn con bo này em mới xả gió ngày hôm qua, chắc em để luôn về cho anh em tháo ra luôn nè, nó ra tược. Cái này hơi chậm thẳng cây. Cây này hồi xưa nó nằm trong chậu sẵn á, nguyên cục. Cây này ghép được 9 bo siêu bông Bình Lợi đó. 9 bo. Chung là bán như cây phôi chứ không có tính. Rồi có giống cho anh em về chơi luôn. Rồi cây này mã số 2 em xin giao lưu với anh em là 2 triệu 500. Dạ, 2 triệu. Anh em nếu mà mua luôn cặp đó thì anh em bớt chút đỉnh. Nếu mà mua 3 cây, bữa nay có 3 cây thôi. Dạ. Là giá mềm anh em ơi. 2 triệu 500. Dạ. Mã số 2. Bán này như bán cây phôi nha. Còn cái giống này em rất nhiều, em ghép chừng 10 bữa nữa là cứng nhiều lắm luôn. Tặng anh em mốt tặng luôn. Cái đó bán nhau quá cái phôi nè, cái này cây nó khéo á. Tặng luôn nguyên chậu nghe anh em. Dạ, 2,5 triệu nguyên chậu luôn nha. Nguyên chậu luôn. Còn anh em ở xa thì thông cảm, em không xếp được chậu. Nhưng mà chắc em đi này em giao xe tải chứ quấn phí xếp này em không quấn nha. Dạ. Tủ này sổ. Sổ nãy giờ quên đâu sao. Sổ nó 28 à. Tính trên này là 35. Nó quái quái để quái quái. Nãy đâu. Nói nhiều quá mà nó quên tùm lum hết. Cái này nó 75. Anh rồi em đổi cây luôn nha. Rồi, tới mã số 3. Mã số 3 là em bán cái này, em tặng một cây siêu bông Bình Lợi luôn. Để về cho anh em mạnh lên này anh em ghép. Hiện tại em cây này cũng mới trồng, nó mới kéo nhựa chút đỉnh à. Nè, Phương qua đây. Kéo nhựa mới kéo nhựa nhóm à. Còn mấy cái chi này thì mới hơi bị hôm nay anh cắt cái này nó hơi sao thôi. Cái này chi cành cũng đều ống đều của trơn nha cô chú anh chị. Còn cái chi bên đây thì mới cắt à. Nó cao quá rồi mới cắt. Mới cắt là sáng lại. Thì nó cao lên. Nó án anh cắt, còn này mới nhúm. Này kéo xanh hết rồi. Này mạnh cây. Cái này kéo nhựa cũng mạnh. Rồi tặng luôn cây siêu bông Bình Lợi là 3 bo. 3 bo này khoảng 20-30 bo á. Này về ghép liền được nha anh em. Tặng luôn. Để anh em lấy cây này về dưỡng ra cái ghép luôn. Rồi. Em vô thông số ha. Chiều cao nó 79. Tổng hoành cái có 2 nhánh tử. 71. Tổng hoành 71 nó còn xuống. Nhưng mà cây mới trồng không dám. Đo 2 nhánh tử này thì nó 60. Cho riêng mẹ nó đi. Mẹ nó. Chích trên đi. Nó 48. Cây chi cành cốt đều hết nha. Cái này em cũng xin giao lưu với anh em là em tặng luôn cây này là giá 9 triệu. Nhưng mà giao dần gần đây phí xếp xa nữa em không giao nha anh em. Xe tải em nói chung là em giao xe tải á. Vì cây này nó cũng lỡ em nó mượn chồng mà nó kêu ghép. Nhưng mà bán được giá thì nó bán luôn. Như anh em alo có chốt nha anh em. Cái chậu này chậu mấy ta? Chậu này 60 nha anh em. Tứ quý chi cành. Chung em nuôi anh dùm anh em rồi anh em mượn em bán được thì có giá thì bán, còn được thì ghép. Cái này một mẹ hai con. Ừ, một mẹ hai con. Rồi, cái tặng nè. 9 triệu phải không anh? 9 triệu. Dạ. Tặng luôn cái này. Chậu luôn, bao xếp luôn. Dạ rồi. Dạ, mã số 4. Rồi, mã số 4 là cây Nguyệt Quế anh em. Cái này thu hồi vốn, bán lỗ luôn. Rút vốn nha. Rút mà rút lỗ nha anh em. Dạ. Để lâu quá, nhiều khi cây trong bãi em không thích để lâu. Bán lỗ em cũng bán nữa. Chiều cao 1,5 m nha anh em. Dạ. Cái này là rất bao anh em mà rất mạnh khỏe. Hoành 105. Phương dáng quay kỹ anh em, nhiều khi quay mấy clip rồi anh em nó không quay không rõ, nhưng mà cây này nó bự quá không có dời đâu được anh em. Cái này nở củ đế luôn. Nở. Cái này đường kính bầu nó 1,1 m á. Dáng kỹ anh em. Bị trong kẹt anh em thông cảm á. Cây này nặng không có dời được. Cẩu mà. Cái này dai đế nở kẹt luôn á. Nở kẹt hết trơn á. Thì em bứng cũng lâu rồi, nên em để là nó thân bầu rồi đó, chung là về là đặt là sống, ra từ cái ra bông luôn nè, ra từ hết luôn nghe nè, không có bỏ gì nào nha. Dạ, cái này bao tàng đa nha cô chú anh chị, tàng đa. Cái này cắt lại bonsai cũng được luôn. Anh em thông cảm nè, cái này trong kẹt quá khó quay nha. Phương nó gán quay kỹ cho anh em. À, xác lớn, cái này không tàn lớn lắm đó cô chú anh chị. Cái này em nói thật luôn, bán lỗ luôn nha anh em. Bởi vì em mà bán cái cây em thường em ít để lâu lắm. Để lâu thì em bán lỗ bỏ. À, bán lỗ cho anh em xài. Rồi cây này anh xin giao lưu với anh em là 18 triệu. Bán lỗ luôn, bỏ luôn nha anh em. Hoành lớn 18 triệu à. Em lỗ nhiều lắm nhưng mà thôi, bán cây này thì mua cây khác. Chứ cây để cây cũ để lâu quá em cũng thích, nhưng mà cây thường cây Nhật Quế để cũ nào anh em mua là chắc ăn anh em. Nó lên tược anh ha. Nó từng nó thừng bầu rồi. Cây này em bứng 3 tháng rồi. Dạ rồi. Rồi mình còn cái nào nữa không anh? Rồi cây Nguyệt Quế là cũng là cây cuối cùng. Rồi em cũng xin chúc anh em ngày mới dồi dào sức khỏe. Rồi em xin chào. Dạ. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo nha.